Chào đón quý vị đến với chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh. Và chương trình được sự tài trợ của công ty Golden Trust Financial Corporation với số điện thoại rất là dễ nhớ 408-401-1513, mà Ngọc Thảo hay gọi tắt là 408-401-1513. Chào quý vị, dễ nhớ. Vâng, và quý vị cũng nhớ đến cái email điện thư của văn phòng Golden Trust, đó là info@goldentrust401k.com. Đến với chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh thì quý vị có thể đặt bất kỳ câu hỏi gì có liên quan đến tài chánh, như là 401k rollover nè, IRA, đầu tư tiền mặt. Đặc biệt hiện bây giờ quý vị đã nghe Ngọc Thảo và Kiều Hạnh cho quý vị biết về những chương trình đầu tư với bonus cao 22% bonus. Đúng. Và chương trình đầu tư tiền lời cố định như là 3% hoặc là 5%. Rồi ngoài ra quý vị cũng có thể đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề Medicare, thuế và long term care. Đặc biệt là với chương trình quý vị bỏ vô 50.000 đi thì quý vị có thể được cái lợi ích là gấp 4 lần để chi tiêu cho long term care. Đúng vậy. Ngọc Thảo và Kiều Hạnh cũng đã có những đề tài nói về long term care rồi. Nhưng mà thưa quý vị, chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh lúc nào cũng chào đón nhiều câu hỏi hơn của quý vị, để chương trình càng ngày càng được phong phú hơn với những câu hỏi chi tiết và những câu hỏi mà càng ngặt nghèo, càng khó khăn chừng nào thì Ngọc Thảo và Kiều Hạnh lại càng muốn cố gắng tìm tòi câu trả lời để trả lời chính xác cho quý vị. Ngọc Thảo và Kiều Hạnh mong rằng lúc nào với những thông tin tài chính chia sẻ đến quý vị thì cộng đồng chúng ta sẽ càng vững mạnh hơn, sẽ càng giàu có hơn trên vào tài chính của mình, vì chúng ta sẽ làm được cũng như cho mình được những cái lựa chọn đúng đắn nhất trên lĩnh vực tài chính. Vâng, và nhiều quý vị, nếu mà quý vị đi làm bận rộn hoặc là không có đón nghe được chương trình Sunset Radio 1430 AM vào mỗi ngày bắt đầu vào 6 giờ chiều, hoặc là trên Net Việt kênh 16.6 mỗi thứ tư 7:45 và chủ nhật 6:30, thì quý vị cũng có thể ghi danh kết bạn với lại văn phòng Golden Trust trên Facebook rồi, nha quý vị nha. Social media bây giờ rất là thịnh hành, cho nên là nếu quý vị có Facebook thì quý vị hãy kết bạn với lại văn phòng Golden Trust. Quý vị cứ bấm lên chữ search rồi bấm Golden Trust Financial Corporation thì quý vị sẽ thấy hình của Ngọc Thảo và Kiều Hạnh hoặc là cái logo của Golden Trust, thì quý vị cứ kết bạn. Và từ đó tất cả những thông tin, dạ, những thông tin, những chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh thì quý vị cũng có thể theo dõi được trên Facebook. Dạ vâng, và chúng ta sẽ quay trở lại ngày hôm nay. Hôm nay thưa quý vị, cũng là một trong những câu hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh được hỏi rất rất nhiều lần mà qua rất nhiều năm tháng, cho nên cũng đã trả lời câu hỏi này trên radio rồi, mà ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị qua màn hình luôn để quý vị có thể nắm thêm chi tiết và sự nhắc nhở đồng tình với nhau. Thì Kiều Hạnh ơi, câu hỏi trong tuần là gì nè? Vâng, thưa quý vị, cái đề tài và câu hỏi này thì rất là hấp dẫn đối với Ngọc Thảo và Kiều Hạnh, vì Ngọc Thảo và Kiều Hạnh cũng là một người mà có con cái, cho nên là câu hỏi này liên quan đến tất cả những quý vị nào mà đang có con cái, đang hướng dẫn cho con cái mình trong những vấn đề tài chánh. Thì câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để hướng dẫn con cái trong việc tài chánh? Đúng vậy thưa quý vị. Rất nhiều phụ huynh ngày hôm nay phải nói rằng đã cố gắng làm lụm cày, gọi là overtime đủ hết để mà cho cung cấp cho con cái chúng ta một đời sống tốt đẹp, đời sống gọi là đủ đầy vật chất. Thì trên lĩnh vực đó thì rất nhiều những đứa trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ lại quên đi những cái phần chia sẻ về vấn đề lo lắng của bố mẹ, nhất là lĩnh vực tài chánh. Vì tất cả con chúng ta ở đây, người Việt Nam hồi xưa nói là sanh ra ở một điều, quý vị, chỉ cần lớn đi học rồi không cần lo gì hết, rồi đi lên đại học cứ cố gắng đi học thôi, mọi thứ khác là ba mẹ sẽ lo, cho tới lúc ra được cái bằng đại học thì lúc đó mới tự lo cho thân. Thì quý vị thấy đó, từ đầu tới đuôi vẫn thiếu cái điều, một cái điều mà ngày xưa rất nhiều chúng ta đã hiểu từ nhỏ mà con cái chúng ta hiện tại đang thiếu, đó là làm sao lo lắng được cho bố mẹ, làm sao phụ giúp được cho gia đình. Điều đó là điều thiếu sót. Thì để cho chúng ta thật sự giúp được cho con cái chúng ta nhận định ra cái trách nhiệm của mình về tài chánh với gia đình, thì chúng ta, điều thứ nhất, phải nên bắt đầu từ thuở ấu thơ, càng sớm càng tốt, không bao giờ là trễ nha quý vị. Lỡ mà quý vị theo dõi, ủa giờ con tôi ham mấy rồi, trễ rồi, dạ không. Nếu con quý vị vẫn còn sống cùng một mái nhà với quý vị thì chúng ta vẫn còn cơ hội để chia sẻ. Thì cái thứ nhất là chúng ta có thể
giúp cho con cái chúng ta hiểu thêm những cái căn bản về tài chính trong gia đình của mình bằng cách là khi mà bố mẹ ngồi phải bắt đầu ký check bill, nhận được những cái bill, thì quý vị ơi đừng có ôm bỏ một chỗ để rồi mình tự ban đêm mọi người ngủ hết rồi mình mới ký check mình trả. Mà quý vị hãy mỗi lần có bill, hãy lần cái điều thứ nhất quý vị nên cho con quý vị làm là đi lấy thơ vô. Ừ. Khi nhận thơ vô rồi á thì hãy kêu con quý vị mở những thơ đó ra và chúng ta sẽ chọn một ngày nào đó trong tháng để ngồi xuống cùng với những đứa con của mình, mở những cái thơ mà chi phí đó ra và ngồi liệt kê xuống bill điện, bill nước, bill điện thoại, bill health insurance, bill đất, bill tất cả những cái bill mà bố mẹ cần phải gánh vác. Hãy mở ra và những thời gian đầu hãy ký trả những cái bill đó, hay kể cả quý vị bây giờ trả online cũng vậy, hãy ngồi xuống cùng với đứa con của mình giải thích cho con mà hiểu ba đang làm gì, mẹ đang làm gì, trả bây giờ mình phải trả 200 mấy cho bill điện nè, rồi 100 mấy cho bill rác chẳng hạn vậy. Thì tất cả những điều đó mới đầu có thể đối với con cái quý vị không ý nghĩa gì hết, nhưng mà dần dần khi con cái quý vị lớn hơn, tụi nó sẽ có những cái ý thức và hiểu rằng 200 mấy để trả cho điện, trong khi em nó sẵn sàng đòi một cái máy chơi game mấy trăm đồng mà lại không hiểu rằng là điện gia đình xài cả tháng cũng chỉ có vài trăm chẳng hạn như vậy. Thì những cái khác trong đời sống vô hình dung các em sẽ nhận thức được ra những cái gì mình đang đòi hỏi ba mẹ là bằng một tháng một cái chi phí của gia đình trên một cái vấn đề nào đó. Thì những cái điều đó rất nhỏ nhưng từ từ sẽ giúp cho con em mình nhận thức về những cái sự chi trả. Điều thứ hai, đừng ngần ngại chia sẻ với con chúng ta về thu nhập. Rất nhiều gia đình nhiều khi thấy rằng là income gia đình không có nhiều, thành ra rất ngại để mà cho con cái biết. Và ngược lại có nhiều gia đình income quá cao thì cũng lại rất ngại cho con cái biết. Thưa quý vị, đối với Ngọc Thảo rằng là với chúng ta là những người bố mẹ thì muốn hướng dẫn con cái của mình thì phải nên chia sẻ hoàn toàn. Chia sẻ là những gì? Hiểu rằng nếu thu nhập thấp thì làm sao để đong đếm cho nó đúng những gì chi tiêu. Nếu chúng ta có những cái income cao thì phải hướng dẫn con chúng ta ngoài những cái chi phí trong nhà thì cái số tiền còn dư lại chúng ta phung phí đi chơi hay sẽ dùng vào một cái phương án hay là phương thức đầu tư nào hữu hiệu. Những chia sẻ đó tuy rằng rất ít nhưng lại giúp cho con cái chúng ta nhận thức rất nhiều. Hai cái điều đó thôi đã giúp cho quý vị có thể giúp cho con cái của mình có được trách nhiệm trong tài chính. Và trách nhiệm quan trọng nhất là nếu quý vị có thể cho con quý vị một cái account cùng với gia đình, một cái account chi phí và chính tay con quý vị sẽ là người ký ra để trả những cái bill. Đương nhiên lúc này con quý vị chưa có đi làm thì quý vị hãy dùng tiền của mình thì giống như mỗi tháng thôi, mình sẽ bỏ vào account của con hay là add tên con vào account của mình, nhưng mà những cái chi phí của gia đình hãy để cho con của mình đích tay để mà ký trả hoặc là click ở trên computer để trả. Khi mà đứa con có những cái khái niệm là mỗi tháng sẽ phải có nợ để thanh toán và khi thanh toán phải hiểu trong nhà bank có bao nhiêu tiền. Khi mà em đã hiểu được những thông tin này, chắc chắn về lĩnh vực tài chính con quý vị sẽ có trách nhiệm hơn. Và mỗi tháng em tự nhắc mình mỗi một tháng gia đình chỉ có bao nhiêu đây tiền thì chúng ta không thể đòi hỏi hơn. Nếu em bắt đầu có khái niệm đi làm thì cái chuyện đầu tiên em sẽ nhớ đến là chi phí của gia đình cần phải giúp đỡ. Thì nếu mà theo những cái chia sẻ này mà Ngọc Thảo và Kiều Hạnh đã thu thập được rất nhiều bài viết, rất nhiều những thông tin khác nhau, rất nhiều những bài viết về tâm lý của con trẻ khác nhau vân vân. Thưa quý vị, không gia đình nào giống gia đình nào. Cho nên Ngọc Thảo và Kiều Hạnh mong rằng với những chia sẻ đó sẽ giúp đỡ cho quý vị được một phần nào gần gũi đến cái mục đích của mình là để hướng dẫn con em của mình có trách nhiệm về tài chính. Đừng để tụi nó học xong ra trường mới trách móc rằng tại sao tụi nó không biết có trách nhiệm với bố mẹ và gia đình. Và hãy hỏi rằng là chúng ta có hướng dẫn con em chúng ta từ thuở bé hay không. Đó là những chia sẻ mà Ngọc Thảo mong là trả lời được câu hỏi của quý vị trong ngày hôm nay. Và
Vâng, đúng rồi. Như Ngọc Thảo vừa mới chia sẻ đó thì Kiều Hạnh cũng cá nhân cũng từng trải nghiệm. So, Kiều Hạnh và Ngọc Thảo hy vọng là với những lời chia sẻ đó có thể đem đến cho quý vị một vài cái thông tin hữu ích nào đó. Và quý vị ơi, quý vị cũng đừng ngần ngại. Nếu như quý vị vẫn còn thắc mắc, vẫn còn câu hỏi liên quan đến đề tài mà Ngọc Thảo và Kiều Hạnh vừa mới nói, hoặc những câu hỏi liên quan đến những đề tài khác như là về 401k nè, về IRA, về đầu tư tiền mặt, về thuế, Medicare và Long Term Care, quý vị hãy đừng ngần ngại gọi cho Ngọc Thảo và Kiều Hạnh tại văn phòng Golden Trust với số phone là 408-401-1513, 408-401-1513. Ngọc Thảo và Kiều Hạnh sẵn sàng tư vấn cho quý vị. Đúng vậy. Và thưa quý vị, những cái đề tài kế tiếp về con nhỏ làm sao hướng dẫn, nó nhỏ thật sự là thành niên hết rồi nha quý vị, nghĩa là ít nhất cũng là high school, sắp sửa vô đại học hết rồi, thì những cái đề tài khác là làm sao có thể giúp cho con của mình bắt đầu hiểu về đầu tư, bắt đầu hiểu về để dành tiền cho về hưu có lợi ích gì cho tương lai. Những thông tin đó, những đề tài đó sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị. Số điện thoại để quý vị gọi vào đó là 408-401-1513, 408-401-1513. Golden Trust, nơi gửi thác niềm tin vàng.